green, summer, fall, and winter dreams. Chào mừng các bạn đến với kênh H kết nối ngôn ngữ du lịch và di trú. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về quy tắc thêm in vào sau cụm từ. Chúng ta có quy tắc đầu tiên là cái từ tận cùng là một chữ E. Ta bỏ E sau đó thêm in vào. Các bạn đọc lại, tận cùng là một chữ E. Ta bỏ E sau đó thêm in. Có từ đầu tiên, bạn thấy từ dense là kết thúc bằng một chữ E. Các bạn phải bỏ E đi, thêm in vào, dancing. Hoặc là từ make, kết thúc bằng chữ E, các bạn phải bỏ E, thêm in vào, making. Tiếp theo là từ take, kết thúc bằng chữ E, các bạn chia là bỏ E, thêm in, taking. Tương tự như vậy, chúng ta cũng bỏ E, thêm in cho từ phía dưới. Từ tiếp theo, các bạn phải bỏ E và thêm in vào. Đó là cái quy tắc đầu tiên. Bây giờ mình sang cái quy tắc 2. Quy tắc 2 thì như thế nào? Là động từ mà tận cùng là bằng hai chữ E thì chúng ta đơn giản hơn là chỉ thêm in vào thôi. Các bạn nhớ là động từ mà tận cùng bằng hai chữ E. Bạn thấy từ này A rồi là có hai chữ E, các bạn chỉ bị thêm in vào. Hoặc là từ C, các bạn thêm in vào là seeing. Như là động từ tận cùng là bằng hai chữ E, các bạn chỉ bị thêm in vào thôi. Các bạn có thể tra từ điển xem thử một số động từ nào kết thúc bằng hai chữ E. Các bạn sang cái quy tắc 3. Quy tắc 3 là động từ tận cùng bằng y ngắn và e. Ta biến cái y ngắn và e này thành y dài, sau đó thêm in. Các bạn hình dung được cái động từ mà tận cùng là bằng y ngắn và e thì các bạn phải bỏ y ngắn và e, chuyển nó thành y dài, sau đó thêm in vào. Mình có một cái từ minh họa, đó là từ like. Các bạn thấy kết thúc là bằng chữ y ngắn và chữ e, các bạn phải chuyển sang y dài, sau đó thêm in vào, like in. Hoặc là từ die, die là kết thúc bằng y ngắn và e, các bạn phải chuyển sang y dài và thêm in vào, die in. Đó là quy tắc 3. Các bạn sang quy tắc thứ 4 là động từ có một âm tiết. Đầu tiên là phải có một âm tiết tận cùng bằng phụ âm. Thứ nhất là phải một âm tiết, mà thứ hai là tận cùng phải bằng một phụ âm, ngoài trừ phụ âm H, phụ âm W, phụ âm X, phụ âm Y dài, và trước nó phải là một nguyên âm thì ta phải gấp đôi phụ âm lên. Các bạn cần nhớ cho mình ba điểm mấu chốt. Thứ nhất là từ một âm tiết, thứ hai là kết thúc là một phụ âm ngoài trừ những cái phụ âm trong ngoặc, và trước đó là nguyên âm thì các bạn phải nhân đôi phụ âm, sau đó thêm in vào. Mình có một từ như sau, từ này là từ get. Để các bạn nhìn vào mũi tên mình đọc là get thì nó chỉ có một âm tiết thôi, và tận cùng là chữ T, tức là phụ âm, và trước chữ T là chữ E, tức là nguyên âm. Đây, tận cùng là một phụ âm và trước là một nguyên âm thì ta phải gấp đôi phụ âm lên. Các bạn phải gấp đôi cái chữ T lên và thêm in vào, getting. Tiếp theo là từ stop. Stop ở đây cũng là một cái từ một âm tiết, tận cùng là bằng phụ âm, trước đó là nguyên âm O, các bạn nhân đôi lên thành stopping. Tiếp theo các bạn có từ là put, là từ một âm tiết, kết thúc là bằng phụ âm T, trước đó là nguyên âm thì các bạn phải nhân đôi lên là putting. Các bạn có từ win, win là từ một âm tiết, tận cùng là bằng phụ âm N và trước đó là nguyên âm I,
các bạn nhân đôi nên là winning. Bây giờ các bạn có từ tiếp theo từ fish. Từ fish ở đây là từ một âm tiết, tận cùng là bằng một phụ âm, nhưng mà phụ âm này thì nó nằm trong cái ngoặc này bạn. À, tận cùng bằng phụ âm mà trừ phụ âm h, phụ âm w, phụ âm x, phụ âm y dài. Các bạn thấy đây là phụ âm x thì các bạn không cần nhân đôi lên, các bạn chỉ việc thêm in vào một cách bình thường. Tương tự ta có từ snow. Snow đây là từ một âm tiết, kết thúc là bằng một phụ âm và trước đó là một nguyên âm. Nhưng phụ âm này là các bạn xem mình công ngoặc là phụ âm này là phụ âm W V kép, nên các bạn không cần nhân đôi lên, các bạn chỉ việc thêm in vào bình thường. Hoặc ta có từ Flay. Flay cũng là từ một âm tiết, tận cùng là bằng cái chữ Y dài này, thì các bạn chỉ việc thêm in vào thôi, không cần phải nhân đôi lên. Các bạn sang cái quy tắc thứ 5. Quy tắc thứ 5 là với động từ hai âm tiết các bạn. Các bạn phải nhớ là động từ hai âm tiết mà tận cùng là nguyên âm cộng cho phụ âm. Và điều đặc biệt là cái trọng âm nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai, thì ta phải nhân đôi phụ âm lên, sau đó thêm in. Các bạn hiểu được cái quy tắc này không? Đầu tiên phải là từ có hai âm tiết, tiếp theo là tận cùng phải là nguyên âm cộng cho phụ âm, và tiếp theo là cái dấu nhấn, cái trọng âm nó sẽ nằm ở cái âm tiết thứ hai, thì ta phải nhân đôi phụ âm lên, sau đó thêm in. Bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn một cái chữ như sau. Các bạn có chữ gì mà mũi tên mình đây? Đây là từ Pidgin. Pidgin là từ hai âm tiết và tận cùng là bằng cái nguyên âm Y cộng cho cái chữ N là phụ âm N. Tận cùng là nguyên âm cộng cho phụ âm. Các bạn cần gạch chung cái chữ này, chữ Y và chữ N, tức là cái nguyên âm cộng cho phụ âm. Và từ này các bạn thấy mình đọc là Pidgin, mình nhấn vào âm 2. Mình không có nhấn vào âm 1, mình nhấn vào âm 2. Thì mình phải nhân đôi cái chữ N lên, sau đó thêm in vào. Ta phải nhân đôi phụ âm lên, sau đó thêm in. Các bạn hình dung được chứ? Một cái từ tiếp theo. Từ tiếp theo, từ này thì không có các bạn. Từ này trường hợp đặc biệt. Các bạn lấy cái bút đỏ, các bạn tô đậm lên cho mình. Các bạn mũ ngoặc, các bạn gọi là trường hợp đặc biệt hoặc là không có. Mình sẽ xem cái từ thứ ba, từ transfer. Từ này từ hai âm tiết và mình nhấn nó ở âm 2 và mình thấy là nó kết thúc bằng phụ âm, mình phải nhân đôi phụ âm lên cộng cho in vào, sau đó mới thêm in vào. Các bạn có từ travel. Travel là từ hai âm tiết, mình nhấn âm 2 chính là chữ vô, và mình thấy chữ E và chữ L tức là kết thúc bằng nguyên âm cộng cho phụ âm, thì các bạn phải nhân đôi cái phụ âm L vào, sau đó thêm in vào. Tiếp theo các bạn có từ enter. Enter đây là từ hai âm tiết nhưng mà nó nhấn vào, dấu nhấn sẽ nằm ở âm 1, cho nên các bạn chỉ việc thêm in vào. Mình có mở ngoặc là nhấn âm 1. Đây là động từ có hai âm tiết mà mình nhấn ở âm 1, cho nên các bạn không cần phải thêm in vào. Động từ có hai âm tiết mà dấu nhấn nằm ở âm tiết thứ hai thì các bạn mới nhân đôi phụ âm và mới thêm in vào. Còn nếu đã dấu nhấn nằm ở âm 1 thì các bạn chỉ việc thêm in vào thôi. Mình có một từ tương tự là từ open. Từ open là từ hai âm tiết, nó cũng kết thúc bằng nguyên âm E cộng cho phụ âm N, nhưng các bạn chỉ việc thêm in vào vì từ open dấu nhấn nó nằm ở âm 1. Đó là cái quy tắc. Quy tắc là có hai âm tiết, tận cùng là nguyên âm cộng phụ âm và dấu nhấn, cái trọng âm sẽ nằm ở âm tiết thứ hai. Các bạn cần phải nhân đôi phụ âm, sau đó thêm in vào. Đây chính là quy tắc thứ 5. Quy tắc thứ 5 các bạn cần chú ý là từ prefer ở đây. Mình đưa vào nó, mình cố tình đưa vào bởi vì xíu nữa các bạn sẽ gặp là trong tiếng Anh
sẽ có một số động từ các bạn không được chia ở thì hiện tại tiếp diễn. Mặc dù nó đang nói ở hiện tại tiếp diễn, nhưng các bạn không được thêm in vào. Đây, những động từ sau không thêm in vào. Các bạn nên lấy một tờ giấy, một cây viết vào, các bạn ghi chép cụ thể và luôn nhớ. Cho dù người ta có cho mình ở thì hiện tại tiếp diễn, hay là quá khứ tiếp diễn, hay là tương lai tiếp diễn, hay yêu cầu thêm in vào, các bạn cũng không được thêm in vào. Gồm những từ như sau. Ta có đầu tiên là appear, là xuất hiện. Thứ hai là believe, tin tưởng. Belong, thuộc về. Contained, chứa đựng. Depend, phụ thuộc. Forget, quên. He, get, hope, hy vọng. Know, biết. Các bạn nói là biết mà mình nói là tôi đang biết thì không bao giờ có cái khái niệm mà chia cái thì hiện tại tiếp diễn như vậy được. Hoặc là từ let, là thiếu. Like, love, yêu thích. Mean, nghĩa là gì? Need, dear. Cái từ need các bạn cũng không cần thêm in, không được thêm in vào. Hoặc là rely, nhận thấy, nhận ra. Remember, nhớ. Seem, dường như. Sau, nghe hoặc là phát ra âm thanh. Suppose, giả sử. Taste, thưởng thức, trải qua. Understand, hiểu. Want, muốn, hoặc là wish, là ước. Đó là những từ các bạn không được thêm in vào. Và quy tắc thêm in như vậy là mình cũng liệt kê cho các bạn, mình cá nhân mình nghĩ là cũng đã khá đầy đủ. Các bạn cần phải nắm được năm cái nguyên tắc đó và một số cái động từ là không được thêm in vào. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.